TikToker bị ném đá tơi tả vì cố tình diễn như đang làm chuyện nhạy cảm ngay trên sóng Levertel. Hành vi câu view rẻ tiền này của chủ tài khoản TikTok khiến dân mạng tràn vào ném đá kịch liệt. Đặc biệt, khi biết thông tin về hai nhân vật chính, mọi người lại càng phẫn nộ. Mạng xã hội ngày càng phát triển, là nơi cung cấp, truyền tải lượng thông tin khổng lồ đến với người dùng. Tuy nhiên, một trong những mặt trái nền tảng công nghệ số này lại mang đến cả những thông tin độc hại. Hình ảnh hoặc clip nhạy cảm, gây ô nhiễm môi trường mạng. Điều đó khiến cho không ít những người dùng mạng văn minh bức xúc lên án. Minh chứng mới đây nhất là vụ việc cư dân mạng ném đá dữ dội một tài khoản vì lý do gây phản cảm cho người sử dụng mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 3, một tài khoản TikTok đã mở chức năng livestream để trò chuyện với mọi người. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người này không cùng bạn diễn làm những hành động và phát ra âm thanh đáng ngờ khiến người xem nóng mặt. Nghe những âm thanh phát ra trong đoạn livestream đã khiến nhiều người liên tưởng đến chuyện nhạy cảm, hành vi 18. Vì góc quay cố tình để nửa kín nửa hở nên không rõ cả hai có thực sự làm chuyện ấy trên sóng livestream hay không. Nhưng rất dễ gây hiểu nhầm cho người xem. Được biết, tài khoản TikTok trên thuộc về một người phụ nữ ở tầm tuổi trung niên. Hiện đang sở hữu khoảng hơn 40k lượt follow. Nhiều người vô tình xem được đoạn clip đã tỏ ra ngán ngẩm, bức xúc với chiêu trò câu view phản cảm này. Thậm chí người xem càng phẫn nộ hơn khi biết cả hai nhân vật chính đều đáng tuổi cha chú, đã trưởng thành. Chẳng sao lại làm những trò lố gây hiểm nhầm chỉ để tăng tương tác như vậy. Một số người bình luận, thủ đoạn câu view, câu like bất chấp. Thực sự chỉ muốn xem những đoạn clip hữu ích văn minh. Thứ này giống như trác phẩm trên mạng vậy. Hy vọng sẽ có một chế tài xử phạt nào đó cho hành vi làm ô nhiễm môi trường mạng như thế này. TikTok là nơi ai cũng có thể xem được, lướt cả ngày không chán. Đám trẻ con nhà mình rất thích xem TikTok. Lo lắm nếu mấy đứa trẻ xem được những thứ thiếu văn minh như thế này.